Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, hai người bị thương. Vào thời điểm trên, xe ô tô cứu thương do anh Nguyễn Hồ Ngọc Phú Cường, 47 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, trên xe chở anh Tâm, trú thành phố Long An, tỉnh Long An, và bệnh nhân 50 tuổi, trú huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Khi đến địa điểm trên, xe cứu thương bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo do anh Ninh Văn Tuấn, 39 tuổi, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn khiến bệnh nhân tử vong. Anh Cường và anh Tâm bị thương, cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng. Ngày 19 tháng 5, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Jong In-jong, sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú quận 7, TP.HCM, về tội giết người và cướp tài sản. Tại phiên tòa, bị cáo Jong In-jong thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Jong In-jong tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho hai tội là tử hình. Theo cáo trạng, năm 2020, Jong In-jong nhập cảnh vào Việt Nam. Năm 2018, vợ chồng Jong In-jong cùng thành lập công ty Greta VN Marketing do Jong In-jong làm giám đốc. Tháng 3 năm 2019, Jong In-jong có quen biết với ông Han Yong-dot. Tháng 4 năm 2020, cả hai rủ nhau góp vốn mỗi người 1,8 tỷ đồng để đầu tư tại tỉnh An Giang, nhưng hoạt động kinh doanh không thành công. Ngày 14 tháng 11 năm 2020, ông Han Yong-dot đến gặp Jong In-jong hỏi vay 2,7 tỷ đồng trong thời gian 2 ngày với lãi suất 30%. Sau đó, Jong In-jong đi vay mượn thêm để chuyển cho ông Han Yong-dot. Ngày 17 tháng 11 năm 2020, ông Han Yong-dot không trả tiền gốc lãi như cam kết và nói cấn trừ nợ cho số tiền 1,8 tỷ đồng đã đầu tư cùng với Jong In-jong. Bực tức, Jong In-jong nảy sinh ý định bắt giữ ông này gây áp lực đòi lại tiền. Ngày 24 tháng 11 năm 2020, Jong In-jong đi mua 10 viên thuốc ngủ đem về công ty và tán nhuyễn thành bột. Sau đó, Jong In-jong gọi ông Han Yong-dot tới để bàn về việc trả nợ. Tại đây, Jong In-jong pha thuốc ngủ vào ly bia rồi đưa cho ông Han Yong-dot uống. Khoảng 20 phút sau, ông Han Yong-dot ngắm thuốc nằm bất động. Phát hiện nạn nhân tử vong, Jong In-jong đưa thi thể ông Han Yong-dot xuống phòng vệ sinh phân xác nạn nhân rồi đem giấu ở nhiều nơi. Ngày 19 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án vụ xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, xảy ra tại công ty địa ốc Alibaba. Hội đồng xét xử xác định bị cáo Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu, chỉ đạo mọi hoạt động của công ty Alibaba và chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện, là giám đốc tài chính công ty Alibaba, giúp sức tích cực cho bị cáo Luyện. Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Luyện, xử phạt bị cáo Luyện tù chung thân. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Mai, xử phạt bị cáo Mai 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù, giảm 7 năm. Bị cáo Nguyễn Thái Lực, em trai Luyện, 16 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh, em trai Luyện, 16 năm tù. Ngoài ra các bị cáo khác cũng được xem xét giảm án giảm một phần mức án. Về dân sự, buộc vợ chồng bị cáo Luyện liên đới bồi thường hơn 2.447 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng so với bản án sơ thẩm cho các bị hại. Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty Alibaba, đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình, hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua số lượng lớn đất nông nghiệp. Nguồn tiền mua đất nông nghiệp được huy động từ khách hàng bằng cách dùng pháp nhân của công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống, tự lập ra nhiều dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng. Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ hai nhóm cầm hung khí xông vào hỗn chiến ở một nhà hàng tiệc cưới. Trước đó, trưa ngày 18 tháng 5, hai nhóm thanh niên hơn 10 người cầm cây ba chĩa hung khí xông vào đám cưới ở nhà hàng tại phường 3 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Hỗn chiến đập phá khiến nhiều thực khách hoảng sợ nên bỏ chạy ra ngoài. Sau một lúc hỗn chiến, hai nhóm rời khỏi nhà hàng. Qua điều tra, bước đầu nguyên nhân vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn tiền bạc.
Hiện công an đã xác định được nhiều người có liên quan và đang truy bắt để phục vụ việc điều tra. Liên quan vụ việc Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh có hành vi văn tục, xô đẩy một người dân sau va chạm giao thông, Thường trực Thành ủy Hạ Long vừa có chỉ đạo yêu cầu Đảng ủy công an thành phố Hạ Long và Đảng ủy phường Bãi Cháy khẩn trương tiến hành xác minh, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và đề xuất xử lý theo quy định, báo cáo kết quả xử lý về Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hạ Long trước ngày 25 tháng 5. Qua xác minh, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5, tại đường Hạ Long ở phường Bãi Cháy xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô, khiến hai phương tiện hư hỏng nhẹ. Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi Cháy xuống xe có biểu hiện không tỉnh táo, liên tục chỉ tay văn tục và xô đẩy người đàn ông lái xe va chạm với xe mình. Vụ va chạm này đã được người dân ghi lại và đăng lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Sau khi có kết quả xác minh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam để thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm theo quy định. Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết vừa cấp cứu khẩn cấp cho nam sinh 15 tuổi, học sinh của một trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi sử dụng cỏ Mỹ bán tại công viên gần trường học. Trước đó khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5, nam sinh đang uống nước cùng bạn tại quán cà phê ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân thì có hút một loại chất màu xanh mua của người quen ở công viên với giá 20.000 đồng. Sau hút khoảng 10 phút thì em cảm thấy tim đập nhanh, cơ thể tê dại, xuất hiện ảo giác, chóng mặt, nôn ói liên tục, được người xung quanh đưa đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố cấp cứu. Sau hơn 2 ngày truyền dịch tăng thải, theo dõi sát chức năng các cơ quan, hiện em tỉnh táo dần, xét nghiệm cần sa nước tiểu âm tính. Theo bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng thành phố, cỏ Mỹ khi sử dụng sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần, giãn đồng tử, kích động, căng thẳng, có thể có những tư tưởng cực đoan gây hại cho mình và người khác.